Fumarole làm gì? Không biết gì nhưng Đã mà cứ là khẩm Fumarole. khẩm Chị trào ơi, chị đã kết hôn mơ tặng hay đắng? Ba tặng. một năm một năm chị vừa Bốn tặng năm. chị chị vừa Vừa tặng nào? Chị đi nạp đá 26 tặng ấy. Em nhắn tin cho chị. no no một năm 10 year Mười chị thừa tặng. làm vừa tặng Mười chị tặng. 10 năm 10 năm ra một Làm gì? Melakukan apa? Melakukan apa? À, tomorrow, masa đi tomorrow. Melakukan apa? Kết hôn xong phải có em bé. Đêm một tí, đêm một tí. Đây một tí. Kết hôn xong phải có em bé. Setelah menikah, Anda harus punya bayi. Bayi cempe. Adi khoái. Adi, Adi khoái khoái. Adi khoái khoái. À không phải. Quanh quanh. Ở cái Google dịch này nó bị sai. Khoái khoái chảy nước miếng, chảy nước miếng. Khoái khoái Mata chảy đi. nước miếng, Khoái chảy nước miếng. khoái chảy nước miếng. Nhớ. Ekspresi ku ketika tadi si orang bertiga live, aku nggak ngerti ya, ekspresi ku kayak sugeng gitu guys. Ya satu ini digitain nggak aku masih sih? mudeng. Adi có hiểu không? Apakah Adi mengerti? Đúng Adi mình không? nói không hiểu gì anh ạ. Không hiểu. Đừng hiểu. Đi. Hết đừng cái ngerti. Không, không kêu ra. Có thư lên đâu. Không hiểu. Không hiểu. Với tao vẫn đang thì đến cái. Cô ra. Saya ngarep ngerti kau setahun ngarep. Saya tidak paham. Bạn có muốn kết hôn với Tom không? Tapi apakah kamu ingin menikah dengan Tung? Saya tidak paham. Để anh đi lấy Google đã. Bấm thêm mọi người ơi. Bấm thêm mọi người ơi. Aku akan menikah tahun depan. Tôi sẽ kết hôn vào năm tới. Sao nó bị khai tệ đấy? Bây giờ là tháng 9, gọi là tháng 10 đi. Vậy là còn 2 tháng nữa. Tôi sẽ kết bây giờ. Tôi thì cứ mấy chị nằm thôi. Vậy là còn 2 tháng nữa. Jadi tôi tinggal 2 bulan lagi. Tôi. Hả? Jadi tinggal 2 bulan lagi. Waduh. Tinggal 2 bulan lagi Rabi gue kutu Acep. Bismillahirrahmanirrahim. Asadu. Ri. Hai. Ri. No. Bulan 10 nah. Erun di Lakoni kok. Akan menikah dan menjual Adi melalui Vietnam. Kok dijual? Ri akan menikah dan menjual Adi melalui Vietnam. Dijual. Bây giờ sắp đến tháng 9 rồi. September hampir berakhir. Anh đang nói gì vậy? Hả? Anh bảo bây giờ sắp hết tháng 9 rồi. À sắp hết tháng 9 rồi. Adi, Adi kiểu thế đang là còn 2 tháng đang nữa. Không hiểu gì. Lên thì tao không hiểu.
Lên thì tao không hiểu. Không hiểu. Ừ. Lên một tí. Không hiểu. Không hiểu. Thế giờ Google của em sao bây Bạn giờ? có muốn đến Việt Nam với tôi không? À, sao nó không đọc nhỉ? Em phải ấn vào cái loa chứ. Cái loa ở bên 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 Indo ấy. À, nó bị im rồi. Thì cái ta. Có một Anh số biết địa điểm từ đẹp là hơn cơ nó chứ không hiểu em được, làm nó việc sẽ cụ không đọc. thể á. Apakah Anda ingin datang ke Vietnam dengan saya? Có. Adi, Có. Adi, Adi, Có. Adi, 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 Có. Có. Vi, Vi, Vi rất là nhanh mồm nha, Vi rất là nhanh mồm, có. Bạn chỉ cần hiểu là bạn muốn kết hôn. Anda hanya perlu memahami bahwa Anda ingin menikah. Adi, Adi, Có là có. Ngeluh guys. Baru berapa menit udah ngeluh dasku. Aku akan datang ke Indo untuk menjemputmu. Tôi sẽ đến Indo để đón bạn. Good. Tôi sẽ đến Indo để đón bạn. Aku akan datang ke Indo untuk menjemputmu. Đây Mọi em việc dịch còn tiếng lại Việt cả chúng tiếng. tôi sẽ làm hết. Kami akan melakukan sisanya. Ok. Adi chưa kịp load Google dịch. Tôi ngon mong ở tại Tràng Sệt này. Khi nào? Adi không hiểu, Adi không hiểu. Kapan kamu pergi ke Indonesia? Khi bạn đi Khi đến nào? Indonesia. Vì khi nào ở Indonesia? Khi nào anh ấy sẽ? Sao này? Khi when when Adi yes I do. Adi. Đi nha, đi nha. When dạ. Adi yes I do. Đúng. À, quay kapan? Kau ini loh, kapan apa sedang dari mulai titong dan sapi ya loh. Adi hiyo, Adi hiyo. Adi hiyo. Adi hiyo. Lê Thị Tông no hiyo. Hiyo. Lê Thị Tông rút nát. Mà nào rằng. Chị ơi, chị ở đâu? Iya, jangan-jangan dijemput buat dijual di sana antar aku. Tadi translate aneh. Mau menjual kamu, no lo, serem aku. Jual aku guys. Sampai Mas Adi nikah karo Leti Tong, aku becek 1 juta. Ya, Roy 20 juta loh, mau 1 juta. Yang bentuk, yang bentuk, tuh 1 juta loh. Rất là mất thời gian. Đang becek. Nói gì vậy? Chị đi toilet. Toilet. Anh hãy dập lên rồi nè. Uống nước bị sặc. Lan lan. Ha 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 ha
nhớ Adi. Chị ơi, Adi. Adi cầm ra. Adi. Chị ơi, Adi, say khi nào? Khi nào? Chị Lê Lê Tị Tông Adi kết hôn. Từ từ. Tôi sẽ kiếm. Thật nhiều cái anh. Adi nó hiểu. Adi nó hiểu. That's it. Mind that waste moment. Tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền để đưa anh ấy về Việt Nam. Saya akan menghasilkan banyak uang untuk membawanya kembali ke Vietnam. Gue dijual dia. Nah, tapi mau dijual ini gimana? Ora, teiga rupen. Wih, kelebu lagi. Chị là Tị Tông, làm việc full. Adi go. Go Việt Nam đúng không? Adi full, yeah. Adi full money go to Singapore, go to Malaysia, no go to Vietnam. No. No meet là Tị Tông. Yeah. Ticket Singapore, ticket Malaysia, Adi, ticket Vietnam. Adi give birthday visa ma na na go Adika. 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 No give visa ma Leti Tong. Leti Tong give. Em đâu ngủ áo 2 giây anh ơi ạ. Thế à? Ờ. Cái này à? Dress. Dress sexy, bikini. Dress sexy, bikini. Thank you, Chizani. Yeah. Give bikini Rika, no give bikini Leti Tong. Merayu. You. Merayu. 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 Ganti. Tức giận. Ganti. Dỗi, dỗi. Ganti. Merayu. Yeah. Merayu. Merayu. Meracu. Merayu. Merayu. Meracu. Meracu. Đợi Adi đang dịch Google cái. Go. Merayu. Aku akan kasih kamu hadiah buku nikah. Tôi sẽ tặng bạn một cuốn sách cưới như một món quà. Một món quà. Không biết. Chờ một tí, chờ một tí. Adi, give. Nên Việt Nam mới tự buku ni cái cục. Không hiểu. Ha. Chờ một tí này. Tại sao lại là một cuốn sách cưới mà không phải là váy cưới? Mengapa itu buku pernikahan dan bukan gaun pengantin? Anh ơi, Indonesia kết hôn có cái gì? Nè nè. Nè. Surat untuk menikah. Lá thư cầu hôn. Adi give lá thư cầu hôn. Hiểu không? Hiểu. Surat tuần tụ Manika. Hiểu. Yeah. Gila dia. Buku nikah tuh di Vietnam emang di Indonesia. Thank you Anita. Ý là khi mà gửi cho Hương thì sẽ có cái giấy giống như kiểu là giấy đăng ký kết hôn ấy. Đúng không? Đúng rồi anh. Chị là Tị Tông kết hôn ten baby. Jadi mười. Dia harus datang ke Vietnam untuk menjemputku. Jadi dia harus datang ke Vietnam untuk menjemputku. Vì vậy anh ấy phải đến Việt Nam để đón tôi. Đúng. Đúng.
Đúng, đúng. Vì vậy anh ấy phải đến Việt Nam để đón tôi. Đúng rồi. Jadi dia harus datang ke Vietnam untuk menjemputku. Đúng. Chị ơi. Đúng. Bạn phải làm hộ chiếu. Ê. Có rồi. Bạn phải làm hộ chiếu. Có. Lê Thị Tâm có. Có. À, chị à. Adi, go to home room. Adi, home Adi. Adi à. Yeah, xem. Chị Adi go to room Latitong go to room, go Indonesia, go to room Adi. Saksikan kenikmatannya menuju rumahnya Mas Adi. Chị không hiểu. Lại không hiểu. Tạp mọi người. Tạp mọi người. Tetap mọi người ơi. Nè. Kamu akan melewati rintangan berat menuju rumah Adi. Wes di aspal yo, Cok. Bạn sẽ vượt qua những chướng ngại vật nặng nề để đến nhà của Adi. Cái gì đấy? Dạ chị. Đợi một tí. Hiểu không đi? Ok. Đợi một tí, chướng ngại vật đó là gì? Quả này ta sẽ đốt nhà. Ini kalau live berempat gak ada tantangan speed challenge ya? Gak ada. Mas gak ada speed challenge, oh, tetap guys. Nah, tidak. Apa kendala itu? Westi aspal yo, Westi aspal. Adi. Adi. Có rất nhiều cô gái bên cạnh Adi. Ada banyak gadis di samping Adi. Anh Anggus. Good. Ada banyak gadis di samping Adi. Không có anh nhé. Không có. Adi nè. Adi, lonely, Adi này cry nè. Friend Adi, girlfriend, Adi không có. Adi forever alone. Có, Adi có. Có girlfriend. Không có. Có. Ê, Adi có, name Lady Tong. chị ơi. Đường bị hư hỏng. À. Đúng rồi, mọi người cứ comment đường. Thế đâu mà sợ. Itu udah di aspal loh. Ah. Mila Tito ngesana wes tak kon ngaspal karo bupati nih. Si. Tidak ada yang menyukainya, dia sudah tua. Nanti. Không ai thích anh ấy đã già. Adi đã già rồi. Đã già rồi. Adi à? Adi già. Tôi tao tôi tua rồi, đã già rồi. Yeah, Adi không có girlfriend, không có. À. Bidia. Ya. Adi sudah tua, tolong jual cepat. Adi Zazoy pulang kamar. Wah, aku ngeri ya. Adi sudah tua, tolong jual cepat. Adi Zazoy pulang banyak. Ya Allah, kok dijual? Ngeri. Ngeri guys. Jual aku dijual. Oh,
phí đời nhỉ. Ờ, mọi người đi đâu hết rồi? Trốn hết rồi, trốn hết rồi. Tí. Dạ. Saya akan mengimnya untukmu menggunakan kardus. Tôi sẽ gửi nó cho bạn bằng bìa cứng. Đã không hiểu cái gì quá. Chúng ta mau thì mua tilasi thì mà cái Adi nói là sẽ gửi Adi qua đây bằng hộ đóng thùng hộp giấy. Ôi trời ơi. Em bỏ quỳ ra khu cu chênh thì bỏ lập bỏ này khác luôn. Dimasukin kardus ya, dikira aku kucing apa? Anh ấy sẽ khó thở. Dia Dia pencet. Duluan, oke. Dia akan kesulitan bernafas. Không. Không. Anh ấy sẽ khó thở. Không khó thở. Không khó thở. Dia anh bảo là không khó thở. Sao em bảo là không khó thở? Dia sudah biasa tidak bernafas. Anh ấy đã quen với việc không thở. Adi, hai. Adi kìa. Tolong lo. Mất đẹp cô. Adi ngơ ngác. Jahitan lukaku sing ban sesar jebol. Jadi saya akan mengemas Joko dan mengirim ke Indonesia. Lah kok tak Joko. Không hiểu. Không đi đã ra rồi. À khảo apa? À. Cầm tay mọi người. Khoái, chảy nước miếng, chảy nước miếng. Lại sendiri yang dikemas dalam kardus ya. Joko kemas. Iya, mười tháng, mười tháng, kết hôn. Mười tháng. Lúc nãy bảo một tháng, bây giờ này mười tháng. Một o mười. Ồ, một tháng. Một tháng. Jadi ini saksi ngarep para pengejak rapi jadi ini. Adi không hiểu kìa. Vì Adi không hiểu. Vì Google, vì Google. Mất tang kết hôn à? Mas, jadi ini bulan ngarep rapi garuk lentong ya. Ah, vì sẽ là Google. Mất tang. Ye, vì. Ah, Adi mất tang. Mất tang keblok. Một tháng, satu bulan, một tháng. No tháng, một tháng. Một tháng. Một tháng. Yes, một tháng. Một tháng. Một tháng. Mười tháng. Cái gì chứ? Mười tháng. Mười tháng. Mười tháng. Chị là thì tông kết hôn mười tháng. Mười tháng. Dạ, mười tháng. 10 tháng nhá. Adi nhá. Adi nhá. 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 Hiểu không? Cepat cepat. Cepat cepat cepat. Cái gì đấy? Nhanh nhanh. Nhanh nhanh nhanh. Bạn có yêu anh trai tôi không? No. Bạn có no. Yêu anh trai tôi không? No. No. Adi đã già rồi. Adi đã già rồi. Adi đã già. Tại rồi. Sao cái thốn? Không hiểu. Cốt tang.
Có tăng. Cái gì? Có tăng của chai của tình tình tình. Chị không yêu. Ê, không, không yêu. Tại sao kết hôn? Kết hôn à, xem yêu. Chỉ kết hôn chứ không yêu. Menikah saja bukan cinta. Menikah saja bukan cinta. Adi đang nói cái gì vậy? Hả? Adi đã già rồi. Menikah saja bukan cinta. Menikah saja bukan cinta. Kayak gila, Arab jalan rapi tapi aku gak seneng karena gue. Kalau mencintai gue, jadi. Nah. Sekarang mutong. Misalnya karena dia tidak mencintaiku. Adi, có yêu. Ví dụ thì anh ấy không yêu tôi. Hử? Tôi sẽ nói cái là tăng bơ ra. Không yêu. Good, no yêu. Adi. Adi. Adi good, no yêu. Ôi trời ơi, nó chạy xe năng lên tí tông. Bố nghĩ trong bùi lúc nào rồi ta ta. Ta đù. Chị ơi. Dạ. Adi, say. Adi say. Chị lại đi tông. Ganti Rika Adi. Rika Adi à. Ganti Adi. Adi Adi love Rika. Không. Anh Ngân, nhìn anh Ngân đã già rồi. Apakah Adi menyukai Leti Tung? Leti Tung. Leti Tung. Google rút nát. Yeah. Apakah Lung. Adi menyukai Leti Tung? Leti Tung. Ya, Tung. Iyo. Hey. Yeah. Adi iyo Leti Tung. Ya. Yeah. Đây nó thì yêu là thì thương. Đấy, ui giời, nó cần đồng rồi em ơi. Vào việc thôi. Mấy cái ngon 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 cứng. Màn đụ, màn đụ. Ngon ngon bị dè à, cô ra đủ. À thì yêu là thì thương yêu cái chú ca, chín ta. À thì yêu là thì thương yêu. Yêu yêu. Yêu yêu. Cepat dan mulai bekerja. Cepat dan mulai bekerja. Nhanh lên và bắt đầu làm việc. Ờ, mình nói bắt đầu vào việc, nó lại ghi bắt đầu làm việc nhỉ? Làm Ê! Chị! Ờ, Adi vừa làm việc nhiều. Ờ, Lê Thị Tông làm việc full. Yes, xem Adi làm việc full, nhiều money, nhiều. Ờ. Adi full money. Nhiều tiền. Yes. Adi full money go to Indonesia, go to Malaysia, đi chơi gọi là cái gì anh nhỉ? À, đi chơi, happy à. Holiday. Ka. No go Vietnam. Karena waktu kemarin itu masih perang, Ci. Mình chỉ cần nói, mình chỉ nói chuyện một lúc nữa thôi là Adi hâm luôn. Kemarin itu masih perang antara Indonesia sama Vietnam. Hah? Adi merayu? Merayu? Why? Adi
Adi, Giprika, sem video Giprika. Nio, phone, birthday gift. Yeah. No gift, let it tong. Gift bikini, sexy, Rika. Yeah. Tomorrow, Adi, gift let it tong, cawat. Tomorrow, một tháng, Abi go to Vietnam. Give chị là đi trong bikini. Pas. Oh, tak tuh kau naik cawat 10.000 telur kalau. Gue neng kafe ya. Abang chưa hiểu gì. Chị ngamuk berkoro cawat di tuku di tak ketulis. Chị ơi, chị. Dạ. Tap-tap, woy. Aku masih tidak mengerti apa yang dia katakan. Tôi vẫn không hiểu anh ấy đang nói gì. Dia akan membelikanmu bikini satu kardus. Anh ấy... Một tí. Anh ấy sẽ mua cho bạn một bộ bikini một tông. Yeah. Okay. 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 No more are you, yeah? No more are you. More are you, một tháng. More are you. Oh, minta hutang kalian, yo. Pakai cawat ke hutang, yo. Go. Mới ra du một tháng. Không tức giận. Không tức giận. Abi yêu chị Letty Tong. Abi. Yes. Nè. Anh ấy sẽ mua cho bạn một bộ bikini một tông. Yes. Ok. Thế là một tháng nữa nó sang hay là nó sang một tháng nhỉ? Nhìn một tháng không tức giận. Một tháng không tức giận. Perkara cawat yang padu wong loro iki. Pan si kras krannya. Oh, Mas. Apa? Tak blokir sangat memang. Ngapa? Ngapa? Ngomong apa? Nah, apakah Anda akan pergi ke Vietnam dalam satu bulan atau Anda akan tinggal di Vietnam selama sebulan? Bạn sẽ đến Việt Nam trong một tháng nữa hay bạn sẽ ở lại Việt Nam trong một tháng? Đang suy nghĩ. Nào. Lại ha. Apakah Anda akan pergi ke Vietnam dalam satu bulan atau Anda akan tinggal di Vietnam selama sebulan? Đợi video load. Google. Là cái nào? Video hiểu. Không hiểu. Apakah Anda akan pergi ke Vietnam dalam satu bulan atau Anda akan tinggal di Vietnam selama sebulan? Adi không hiểu. Oh, iki lho Mas, ditakoni. Iki ditakoni, iki arep budale bulan depan apa? Arep sebulan yang kono maksud iki. Lah sebulan yang kono lho. Anh chọn cái mục mới, xong chọn cái con bé chu mỏ như này nè.
Đi. Để làm cái gì? Nó không mở mắt ra được đây này. Mọi người ơi, sao em không mở mắt ra được? Đi. Por que essa pergunta tá com raiva? Adi! Que dorme, Hilo! Adi, sempre tá com raiva! Yo! Jadi, plankton ini. Tadi tahu ya su. Kan kami lagi tahu neng kita loh ya Allah. Trời mọi người bảo cái filter nó mở mắt ra đi. Bye bye sayangku, merayu. Guys, baterai aku habis. Aku udah dari tadi live-nya. Jadi, bye bye everyone, bye bye, I love you, kamu. I love you. Assalamualaikum.